Hello teacher. Hello Vinh. Hi. Say hi, say Oh, hi. Hi. your cat? Yeah, he's here too. Yeah, he likes to sit. He likes With to sit you? next. Yeah. No, your cat no like a sit with you. Yeah, he likes to sit next to the laptop. He likes to sit next to Oh. the laptop. And yeah. Because you know that cat like to sleep in warm places. Mình biết là mèo thích ngủ ở những nơi ấm áp đúng không? And the laptop is Yeah. very warm, so if you let your cat sleep there, it will be like normal. It will be normal. Okay. What? Bình thường mà it is normal. It's normal for cat to sleep there. So, where does your cat sleep? In their cage. In the cage. In the cage. Have you ever wanted the cat to sleep with you? Mình có bao giờ muốn con mèo nó ngủ với mình chưa? No. Dạo này mèo của em cũng có lúc rụng lông. Oh, okay, so you don't want it to sleep with you because of the hair. Yep. Okay. Please buy a brush. Hãy mua một cái lược đúng không nào? Buy a brush to comb, like to brush the hair for the cat. Mua một cái lược để chải lông cho mèo. Nhưng mà trải xong con mèo nói mày Vẫn. vẫy cái người ra là lông bay khủng khiếp luôn. Okay. So, vậy thì mỗi lần đến mùa mà nó rụng lông thì Vinh thường để nó ở đâu? Thường để nó ở trong chuồng vậy thôi chứ mà đem về nhà ai nó dọn xong rụng lông lại dọn phát nữa. I see. Right. Wow, my cat is still small, so it does not lose a lot of hair yet. Nó chưa có rụng Ai nhiều lông lắm. đợt trước con mèo nhà em mà không biết nơi làm sao mà nó lại chạy thẳng vào nhà luôn ấy, mà nó lại nằm xuống dưới gầm ghế. Ôi trời, Ồ, nhưng mà mình để nó chuồng mập ở quá. ngoài nhà hả? Mình để chuồng ở ngoài nhà. Đúng rồi, Cần ôi trời, chắc là nó muốn nơi vào nhà ấy mà. Cứ để cho nó vô nhà đi. Hey, just let it sleep inside because it will feel warmer. If you let it sleep outside, it will feel cold. Mèo của em ơi, lông nó bù xù cực kỳ luôn. Oh my God, you have a Nên lot. nó ấy ơi, nó dùng lông ơi, nó vẫn ấm mà không cần phải vào nhà. Ok, nếu vậy thì Đấy là nhờ. lần trước vậy thôi, chưa đã bao giờ nói vào nhà em đâu. Ok, I see. But if you can, Mà nó hay vào bếp cực kỳ luôn. tại vì bếp ấm. Và bếp Chạy. thật mà bếp ấm lắm. Ở nhà cô không phải nhà cô mà kiểu như nhà bạn cô ấy, nhà bạn cô nấu bánh chưng. Đó, nhà bạn cô làm nghề nấu bánh chưng. Đó thì lúc ở nào dưới bếp cũng có một cái bếp củi nó ấm ơi là ấm, thế là mèo ấy cứ chui xuống đấy ngủ thôi, mặc dù là để người nhỏ nhem hết cả. Mỗi lần mà con mèo từ trong bếp đi ra là biết ngay luôn, bởi vì người nó tàn gọi như là gọi là cái gì ta, cho không bằng lông bám đầy cho, xong rồi mặt toàn dính vào nồi không nhem nhuốc cả ra, nhưng mà tôi đã rất thích ngủ trong đấy bởi vì ấm. That's it. Mẹ. Rồi mình đã xem bài 26 chưa nhờ? Rồi. Ok, ôn tập lại một chút xíu bài 25 trước khi đến bài 26 nha. Đấy, trong bài 25 thì chúng ta có học một chút xíu về thứ tự của các tính từ đúng không nhỉ? Thứ tự của các nhóm tính từ. Đó. Rồi vậy thì cô có ba nhóm tính từ đó là gì? Đó là Tính từ tính từ chỉ gì? Mở lại vở cho cô coi, mở lại vở hôm qua chúng ta có ghi rồi. Ba nhóm tính từ hôm qua cô cho ghi đó là ba nhóm tính từ nào? nơi tính từ chỉ cảm nhận. Rồi, cảm nhận đúng không? Đầu tiên đó là nhóm tính từ chỉ cảm nhận. Thứ hai đó là Ngoại hình. ngoại hình. Và cuối cùng Màu đó sắc. là màu sắc. Đúng rồi, đấy chưa? Bây giờ hãy thử đặt câu cho cô nè. Đặt câu cho cô một câu mà có chứa tính từ của ba cái loại này luôn. Đó. Rồi, bắt đầu bằng như thế nào nhỉ? Gì nhỉ? We just bought a... Đi đây. Đó, cô mở đầu. Cute cats. Cute, cute thì nó mới chỉ có Cute. một cái tính từ cảm nhận thôi, để cho còn ngoại hình và màu sắc của cô đâu? Ngoại hình và màu sắc của cô đâu? Cute small
small yellow Đúng rồi, chính xác. We just bought a cute small yellow cat. Đúng rồi. Cảm nhận là khi chúng ta nhìn vô, chúng ta đưa ra cái đánh giá của chúng ta về về con mèo đấy thì nó là cute, là dễ thương, đúng không nào? cat. Small là về cái ngoại hình của nó thì chúng ta nói là nó nhỏ, và cái màu sắc là đứng trước. Đó, đứng trước cái danh từ là cái cuối cùng của trong nhóm tính từ đó. Rồi vẫn nhớ. Một câu nữa đi. I really want đây. Yeah. Yellow yellow yellows nó Màu sắc có phải sẽ là tính từ đi đầu tiên không nào? Really Nếu như cô muốn cả ba cái tính, want muốn gì? cái cảm nhận của mình thì mình thấy cái gì đó đẹp đúng không nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ xài một từ đẹp đi, a beautiful đúng không? A beautiful. Rồi, ngoại hình to. A beautiful round yellow ball. Round, yellow, bow hả? Cái cung của mình đó hả? Ball. Is that the bow or house? Chúng ta nói từ bow hay là từ house nhỉ Minh nhỉ? What is it? Can you spell it? Can you help me spell it? Ball. Okay, đọc lại cho cô. A ball. A ball. Okay, wow, I really want a beautiful round yellow ball. Okay, good. Nhưng đang định đổi mua cái quả bóng. Okay, Mà that's not. phải tuần sau mới có cơ mà. Cũng sắp hết hạn đổi rồi. Ồ, tại sao lại có hạn đổi nữa hả? Hạn đổi hôm 31. Đến hôm 31 thôi. Nhưng mà cái hạn đổi có nữa hả? Cô lần đầu nghe đến vụ mà có hạn đổi đó. Rồi. Dùng thẻ để đổi cơ. Cô hiểu rồi. Nice, nice. Ok, very good. Chúng ta vẫn nhớ được kiến thức của bài cũ. Vậy bây giờ cô đã sẵn sàng và Vân cũng đã sẵn sàng để học kiến thức bài mới rồi ha. Now, look at the pictures and tell me the name. The first one is CD plate. ok, CD plate. No, we don't call it plate, Vinh. We don't call it plate. Cái plate là cái đĩa để ăn cơm. Cái plate là cái đĩa để ăn cơm. Chúng ta chỉ cần gọi là cái CD này cho cô thôi, được chưa? Rồi, ok. We call it CD only. Next, we have a Lamp. lamp. Very good. Next, we have a Nail. nail. Ok, good. Rồi, nếu như mà cái con mà ốc sên này nó không có cái vỏ của nó thì chúng ta gọi nó là gì nhỉ? Nó tiếng rồi vậy cô ơi, tắt tiếng em mà cô Cô bấm lộn đây, tại vì cái con chuột này nó cũng cũ rồi, nó bắt đầu điên rồi đấy. Cô đang hỏi là nếu như mà cái con ốc sên này mà nó bỏ cái vỏ của nó ra, nó chỉ còn có cái thân mình thôi, nó sẽ gọi là gì? Đố mình biết. Dạ. We call it a slug. you Slug. Yeah, you slug. Nó bỏ cái vỏ ra, nó chỉ còn một cái thân mình thôi, nó vẫn nhớt nhớt như vậy thì nó là con slug. Được chưa nào? You. Đó. Thay vì chúng ta gọi là con ốc sên thì chúng ta chỉ gọi đơn giản đó là con sên thôi, là không có cái vỏ ốc ấy mà, nên là gọi là sên thôi. Đó. Next we have Spider. okay, this spider looks cuter than yesterday. Con này nhìn nhìn dễ dễ thương, đáng yêu hơn những con hôm qua mình nhìn thấy, đúng không nào? Okay. Now, please look and read. How many bats are there? One, two. Okay, can you Is this circle all of them? a bat? Is this a bat? Oh, yes, that's a bat. Okay, can you circle all the bats for me? Four. Chúng ta khoanh tròn tất cả các con dơi cho cô nè. Okay. Circle all the bats you see. One, two, One, two, three, three, four, four. Oh, five, a pink bat. Five. six, Six and seven. seven. Okay, there are seven bats in the picture. Can you say that again? There are. There are seven bats in the room. Okay, in the room. That's really good. One, two, three, four, five, I six, can and see a seven. spider. Yeah, I know. I see the spider too. Okay. Next. Nhưng mà con này cũng khá khá Hơi to đấy, hơi to. đầu đầu nó khá khá kỳ quái ấy. Đầu nó kỳ quái hả? Cái đầu của Really? nó cơ.
À ý là nó có hai cái gì đó nó chia ra đúng không? Ý Vinh là vậy đó hả? cái đầu của nó nhìn hơi kỳ quái, I think it's normal, có thấy nó hơi bình thường. nhưng mà Bình cũng đúng ha. thường mà. Okay, Vinh, are there any people inside this room? No. No, there isn't anyone. Good. Right, do you think people live in this house? No. Why? Why? This. Ok. Cái đó đọc là gì? Ghi chú xuống cho cô nào. Cobweb. Chúng ta ghi xuống cho cô. Cobweb Cobweb. là Oh, mạng nhện. I know. Okay, you know the word, right? It's a cobweb. Đây là cái mạng nhện. Thì chúng Yeah. ta nói là because there are a lot of cobwebs in the house. Another Where? Oh, okay, that's right. Okay, another cobweb. Good. Yep. Hey, you say there are a lot of cobweb inside the house, so no one lives here. Không có ai sống ở đây cả. Có rất nhiều mạng nhện. Tất cả nhà này đã There cũ rồi. are many cobwebs in this Okay. So, So no one. no one lives here. Đúng rồi. So, no one lives here. Good. Okay. So, is it in the center of a city or in the country? Is it in the Countryside. city? Yeah, countryside, that's right. Is it in the city or in the countryside? Is this I think house? it's in the not the center, not center or a city or the country. Oh, you think it's not It's in in the. the, I think it's in the jungle. You think it's in the jungle? You Yep. think it's in. Why? Because there are In so many the, bats? Why? Why? like Why do you think in it's the in? center or a city or in the countryside, don't have this house. Don't have this type of house, huh? Yeah. Ok, yếu kiểu là cái kiểu nhà cổ như vậy là chỉ có trong rừng thôi chứ cũng không có ở miền quê hay là ở thành phố. Nice. Right. Nó là cho cô center of a Center of a city. city. Ok, vậy thì chúng ta nói là I think this house is not in the center of a city City or or in the countryside. in the countryside, right? It's where? Where is it? It's It's in the jungle. is it the jungle? Trời ơi, nhà trong rừng rậm luôn nhé. Ok. Nhà bỏ hoang thì thường ở trong rừng đậm cơ mà cô. Nhưng mà nhà nhà ở trong rừng ấy, thì em thử nghĩ coi là trong rừng thì làm gì có nhiều tài nguyên đến mức mà xây được cái nhà mà nó to như vậy, đúng Chắc là nhà đấy bỏ hoang rồi. không? Xây là nó vẫn hiện đại chưa ơi. Đến khi mà bỏ hoang rồi thì người ta vẫn chưa kịp mà mang những thứ đấy nên chắc nó mới như thế rồi chứ. Ok. That Cũng giống does khá giống như nhà bỏ hoang. make sense. Ok, thì đúng là nhà bỏ hoang thật Ủa nhưng nhưng mà sao nhà bỏ hoang thì lại có chuẩn điện người ta Ê, thật ra là để em Vinh có thấy một điểm vô lý nữa đúng không, là nhà bỏ hoang ở trong rừng mà có cái điện thoại xịn thế không biết. chắc là người ta chưa kịp mang thôi chưa Chứ người ta chưa kịp mang. chưa có điện thoại nào trong rừng. Rồi, thì cô lại nghĩ như vậy. I think this house is in the countryside. But like, it was built from a very long time ago. Kiểu như là đây là một cái nhà cũ được xây từ rất lâu về trước rồi. Đến giờ thì không còn ai sinh sống nữa. Ấy. Rồi, đúng không nào? Rồi, nói lại cho cô câu này đi. Is it in the center of a city or in the country? I think this house is not in the center of a city or in the countryside. I think it's in the jungle. Okay, I think it's in the jungle. Good. Now, right. Now, I need you to look at the picture. Để cho nào, I need you to look at the picture and remember the places of the bat. Cô cần Vinh hãy cố gắng là dành nhiều thời gian nhất có thể để nhớ hết vị trí của từng con dơi, được chưa? Vì lúc sau chúng ta sẽ nói tiếp tục về con dơi, về lũ dơi này nhưng mà chúng ta sẽ không có được nhìn hình. Okay, I need you to look at the pictures and remember the places for the bats.
ơi. small bath is between two pictures. That's right. The small bath is between the two pictures. There is a bath in the bottom of the stairs is sleeping. The bed at the bottom of the Stairs. stairs is sleeping. Good. No. Rồi, one moment. Mình nhìn thêm đi nhé. Cô đi nhặt đồ rơi đã. Yeah. Okay, now do you remember everything? Nó cô ơi, trần nhà trong tiếng Anh là cái gì ạ cô? À, cái trần nhà đúng không? Ghi từ này xuống như cô. Ceiling. Dạ. Ceiling. Đúng rồi. Ceiling. On the ceiling Nhưng mà cô ơi, em thấy con này hơi lạ lạ lạ. ha. Which one? Tại sao nó lại lạ? Nơi không biết là nó định làm cái gì mà sao ơi, nhìn lạ vậy không biết. Nó muốn treo ngược ở trên cái cửa thôi mà. Nhưng mà nó có dính sát đâu. À. Thế là I don't know, nó chắc là nó đang bị ốm. Nó đang bị ốm nên nó suy nghĩ không được bình thường như lắm. Rồi, chúng ta có cái từ đó là hang upside down, đó là treo ngược được chưa nào? Ghi Dạ. xuống vở cho cô đi. Hang upside down. Đúng rồi. Hang upside down, treo ngược. We have the word ceiling là trần nhà. Okay, so which one is hanging upside down on the ceiling? What color is the bed that is hanging upside down on the ceiling? The pink Đúng rồi, the pink bag. bed. Very good. Rồi. Okay, do you want to write down? Mình có muốn viết hai từ này xuống không? Hay là nhớ rồi? Chắc nhớ rồi. Chắc nhớ rồi, okay. Now, then, bây giờ chúng ta cùng kiểm tra thử nha. Rồi, the biggest bat in the picture is flying below the fan. Con dơi lớn nhất thì đang đang như thế nào? Đang bay ở dưới cái quạt đúng không? Ôi trời ơi Dạ. nhìn. Rồi, hạn chế nhìn vô trong cái tờ giấy đấy cho cô nha. Rồi, there's a green bat at the bottom of the stairs and it's sleeping. No. Oh, so why no? That was the correct answer. Why no? The bed này at the bottom of the stairs and its sleeping is black. Oh, it's black. I don't think it's black. It's blue. It has the color blue or purple. Nó hơi có màu xanh tím. Right, look here. Right? It's blue or Yeah. purple. Yep. Okay. Yeah. Sorry. It's biting me. Oh. Hey, I need to throw him down because he's biting me. Oh my God. Yeah. Your Ah. cat? Yeah, he likes to bite my hand. He likes to bite my hand. Oh. Yeah, but it's not very painful. Không có đau lắm tại vì nó còn nhỏ. Because it's still small, No, still my young. cat is too. Ah, okay. Nó cũng Rồi. chỉ cắn móng tay thôi, ngón tay thôi nhưng mà không đau. Không có đến mức mà đau phải la lên, nhưng mà có những cái lúc mà nó cao hứng mà nó muốn nô, nó muốn chơi với mình ấy, thì cô đang nằm thì nó cũng lao tới nó cắn này. I have to Con be mèo của em mà chả thế. Có một careful. hôm mai em cũng đang không biết nên dạo này con mèo nghĩ cái gì mà có những hôm ấy em thấy em nói quần sờ cái chỗ túi đó. Ok. Right. Okay, do you remember how many beds are outside the house? Is it two? One. One. Okay, good. Right, there's only one bed outside the house. You can see a bed in front of the window. Do you Yeah. remember this? Oh, yes. Yes. Nice. Yeah. Good. The smallest bed in the picture is on top of the phone. Yeah. On top of the phone? No. Ow, ow, No. ow, ow, ow. Come on. Your cats too. He's biting my leg. Okay, I need to give. Oh my goodness. Yeah, I need to give him some toys. Okay. Right. The smallest bed in the picture. Okay, look at the picture again. The smallest bed. Where is it? No.
Is it This. on top of the phone? Okay, that's the smallest bed, right? Is it on top of the phone? Nó có No. trên cái điện thoại không? Không, có con trên cái điện thoại là con khác. Vậy thì cái này nó đang ở giữa hai bức tranh đúng không nào? Hẹn Yeah. nó lại cho cô, con rơi nhỏ nhất thì ở giữa hai bức tranh. The smallest bat is between two pictures. That's right, the smallest bed is between the two pictures. Good. What is your favorite? What is your cat favorite toy? What is my cat's favorite toy? Yeah. Let me see. I haven't figured out yet because we only had him for 3 days. Cô vừa mới có nó 3 ngày nay thôi nên cũng chưa có biết là nó thích cái gì nữa. But it really likes human hands and legs. It really Oh likes my human hands and legs. God. Yeah. So if you accidentally walk past it, nếu như mà chúng ta đi bộ ngang qua nó while it's playing, it thinks that you want to play with it, so it bites your leg. Oh my God. Yeah. Con Right. mèo của em á, cứ thấy ơi, con mèo của em á, thích nghe em xoay nó cực kỳ luôn. Ồ, con mèo của Mặc cô dù cũng em không có vậy. đồ chơi nhưng mà nó thích nghe em xoa cực. Ừ, con mèo của cô cũng Cứ thích thấy kiểu ngón tay ơi là nó ơi ngửi xong rồi cọ gì. Yeah. nơi Well, để cho em xoa chạy. my cat likes my hand too. Kiểu như là nó thích được gãi cổ ấy. Nhưng mà cái vấn đề là nó gãi được một lúc xong nó lại đi lên nó muốn chơi. Mà mỗi lần nó muốn What? chơi là nó sẽ cắn. Okay, Vinh, in this picture you can only see one spider. Is it true or false? Yes or no? Yeah. Okay, yes, good. Right. The bed which is above the hall table is brown. Hall table là cái bàn ở trong cái hành lang được chưa nào? No. No. Okay, right, it's black. Good. Most of the beds are inside the house. Yes. And yes, good. Đúng rồi, hầu hết các con dơi thì đều ở trong nhà. Here. Right, very good. Rồi. Rồi, nào chúng ta học về preposition. Là Rồi. cái gì ạ cô? Rồi, chúng ta ghi xuống preposition bài cho cô nhé. Đây là từ, đây là phần bài quan trọng, ghi xuống vở cho cô. Rồi, preposition, tên tiếng Việt của nó là gì? Giới từ, được chưa? Tên tiếng Yeah. Việt cô sẽ gọi nó là giới, không phải giới đâu. Giới từ. Vậy thì giới từ là gì? Đó, giới từ là những từ chỉ vị trí của sự vật, sự việc. Được chưa? Preposition. Not citation, preposition. Yeah. Okay, đây sẽ Preposition. là những từ chỉ vị trí của sự vật, sự việc. Rồi, là những từ chỉ vị trí của sự vật, sự việc. Đó. Rồi, vậy cô nói lại, preposition của mình trong tiếng Anh là giới từ. Và giới từ là gì? Là những từ chỉ vị trí của sự vật, sự việc. Rồi, được chưa? Xong rồi ha. Rồi. Ở đây ấy, thì những cái giới từ chỉ vị trí của sự vật sự việc này sẽ có một số cái ngoại lệ, tức là nó không có chỉ vị trí nhưng mà nó chỉ về
nó không có vị, nó không có chỉ cái vị trí mà chúng ta nhìn thấy, mà nó chỉ vị trí của thời gian, của khoảnh khắc, được chưa nào? Đó, ví dụ như chúng ta có chữ after này là gì, Đỗ Minh biết? Sau khi Đúng rồi, sau khi thì chúng ta nói về cái thời gian, đúng chưa nào? Ví dụ như là chúng ta nói là after school thì đây sẽ là cái vị trí của cái khoảng thời gian sau giờ học, đúng không nào? Đó, được chưa? Rồi after là phía sau, sau hay là sau khi. Rồi before là gì? Before là gì? Before là trước đúng khi. rồi, đúng rồi, chính xác, before là trước khi, after sau khi, before trước khi, được chưa? Nhưng hai từ này có thể chỉ vị trí của vật, ví dụ như là he is after me là anh đấy đang ở đằng sau tôi. Được chưa? Hoặc là he is before me là anh ấy đang ở trước mặt tôi, được chưa? Rồi, nhưng mà thông thường chúng ta sẽ sử dụng hai cái từ khác để nói về vị trí phía sau và phía trước. Rồi, bỏ qua hai cái từ này, chúng ta có từ tiếp theo, từ này đọc như thế nào? Between Between tức là giữa. đúng rồi, chúng ta nói ở giữa cái gì đó, ở giữa hai cái vật nhé. Giờ chúng ta sử dụng between khi mà có cái vật A và vật B và chúng ta muốn chèn cái vị trí của cái vật mà cần tìm ở giữa hai vật A và B. Như thế nào? Rồi, tiếp từ này chúng ta có gặp bao giờ chưa? Opposite. Đúng rồi, opposite nghĩa là Từ trái nghĩa. no, not really. Opposite ở đây chỉ vị trí của một vật thì nó có nghĩa là đối diện. Ghi xuống cho cô, đối diện. Nhưng mà em thì thấy Em hiểu cái từ cái trái nghĩa. này từ trái nghĩa. Em hiểu cái từ trái nghĩa đúng rồi, nhưng mà nó chỉ là một phần của từ opposite thôi, là phần còn lại của cái opposite tức là đối diện, được chưa nào? Ví dụ như đối diện nhà em là cái gì? Đối diện nhà em có phải là một công ty hay là một cái địa điểm ở đây thú vị không? No. Rồi, vậy thì đối diện trường học của em thì sao? No. Nơi opposite my school have a hotel. Ok, that's right. Chúng ta nói là the hotel is opposite, đúng không? My school. Opposite my school. Để cho, đó, đây là cách chúng ta xài chữ opposite, đối diện, để cho nào. Right, the hotel is opposite my school, để chưa? Rồi, ok. Rồi, và from là sao? From là gì? From Em là thường thấy là tới từ đâu. đúng rồi, tới từ đâu, để chưa, từ đâu mà chúng ta có đến đâu là to, ở đây from nó sẽ đi với một độ, một bộ đôi của nó là to. Đây chúng ta có thể ghi như sau, from to tức là từ đâu đến đâu, để chưa nào. Còn nếu như không cần thì chúng ta chỉ cần có from là được rồi. Ví dụ như nó là I'm from Vietnam, đi chứ. Rồi hoặc là I walk from home to school, đi từ nhà đến trường, để chưa nào. Rồi còn round này là gì? Nơi Round, tròn. round này nó không có nói về cái bề mặt của quả banh là tròn, nhưng mà nó nói về cái cách mình di chuyển, được chưa? Cái cách mình di chuyển Di nào chuyển mà vòng gì? tròn là đúng Đúng không? rồi, đúng rồi, chính xác, di chuyển vòng tròn. Ghi từ opposite xuống cho cô đi với cả cái từ round này, đó là xung quanh, được chưa? Ao 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 ao. Người vô khách nơi bay rồi legs. Yes. Oh my Crazy. Nó bị điên rồi, it's crazy. No, I think it's hungry. I know. Maybe. Your home has fish. We don't give it fish. We give it like dry food. We give it dry food. Like rice. Yeah, we have a dry food, like kiểu như là thức ăn có sẵn cho mèo ấy, I call it dry food. Yeah, we give it dry food, thức ăn hạt cho mèo ấy, đúng hơn là những cái pellet. Yeah, nó phải là pellet như vậy nè. Okay, so we give it cat food pellet. Okay, he likes it. But sometimes we also give him like human food. Human food, like you normally eat rice during lunch and dinner, right? Yeah, mình hàng thường ăn cơm vào giờ cơm trưa hoặc là cơm chiều, đúng không nào? Cơm tối. Cơm cơm trưa và cơm tối, đúng không? Mình ăn cơm với cả đồ ăn vào lúc mà bữa trưa bữa tối thì đương nhiên nếu mà còn dư thì sẽ để cho mèo ăn. Nơi mà
May your cat too. Yeah, right. So it does like nó kiểu như là nó không có kén ăn đến mức vậy đâu. Con mèo của nhà cô nó ăn rất nhiều lần khác. He eats lot. Right. Next, prepositional phrases. À, rồi. Okay. Now, look at the words here. Say it and then tell me the meaning. The first one. At the back of. Nghĩa là Ở lưng. ok, phía sau lưng, được Phía chưa sau nào? lưng dạp. Được chưa? At the back of. Rồi, phía sau lưng hoặc là mình gọi là cái phần phía sau của cái gì đó. Ví dụ như cô nói là at the back of my phone, I have a lot of stickers. Cô có thể nói như vậy. At the back of my phone, tức là ở cái phần phía sau của cái điện thoại mình, I have a lot of Oh. next, chúng ta đọc In là gì đây? front of. In front of nghĩa là? Đằng trước. Đúng rồi, rồi ví dụ như là chúng ta nói con mèo nó đang ở đằng trước cái hồ, chúng ta nói sao? The cat is in front of Cái hộp lá. box. Đúng rồi, the cat is in front of the box. Very good. Rồi, tiếp cô có gì đấy? At the end. Đọc cho con là at the end. End. Đúng rồi, what is it? Nơi giờ cuối cùng. Việc cuối cùng cũng Giờ không cuối cùng. phải. Không phải là việc cuối cùng mà ở phía cuối, được chưa? Ở Yeah. phía cuối. Ví dụ như chúng ta nói là gì? At the end of the movie. Thì tức là sao đấy? Rồi, what is it? At the end of a movie, what does it mean? Nơi đoạn phim cuối cùng. Không phải đoạn phim cuối cùng mà là phần cuối của bộ phim. Phần yeah. Để chờ phần cuối của bộ phim. Đó, rồi cứ tiếp. Cô có gì đây? At the top of. At the top of nghĩa là gì nào? Ở trên At the top of không phải ở phía trên mà là ở trên đỉnh của cái gì đó, để chơi nè. đỉnh Rồi. nhà. Ok, vậy thì chúng ta có gì đây? The flag is at the top of the pole. Pole là cái cột này, để chơi nào. The flag is at the top of the pole. Hay cô có thể nói cách khác như thế nào nhỉ? Đó là on top of, là the flag is on top of the pole. Được chưa? Được không? Oh, Oh, I see a bird. is that a bird? Đó là con chim hả? Con nhìn không ra con chim, đó là con, cô tưởng là cái đồ trang trí thôi à. Oops. Okay, so it's not the flag that is at the top of the pole. Rồi vậy thì chúng ta nói lại cho cô coi là con chim thì nó đang ở trên đỉnh của cái cờ. At the bird is at the top of the pole. Ok, up the pole or up the flag. Được chưa nào? Chúng ta gọi Yeah. là flag pole, là cột cờ đó. Rồi, vậy thì sang phần kế bên chúng ta có at the bottom of, nghĩa là gì? Nơi bên dưới ơi ơi vật gì đó. Không phải là bên dưới nha, cái bottom này giống như kiểu nó là ở dưới cái đây, chúng ta có một ngọn núi như vậy đúng không nhỉ? Giả sử như đây là ngọn núi thì cái phần cao nhất của ngọn núi chúng ta gọi là gì vậy? At the top. Không, tiếng Việt Đỉnh núi. đúng rồi. Và thì cái phần ở dưới đấy chúng ta gọi là gì? Chân núi. Đúng rồi, chân núi. Vậy thì cái bottom với cả cái top nó cũng tương tự như vậy. Khi mà ở trên đỉnh cô sẽ gọi là at the top of, được chưa nào? Còn khi mà cô gọi là nó ở dưới dưới của cái có nhìn phía dưới cùng tính từ cái đỉnh xuống ấy thì cô sẽ gọi đó là at the bottom of, được chưa? Yep. Rồi vậy thì cái này sẽ gọi là kiểu như phía dưới đáy luôn ấy. Rồi, vậy thì phía dưới cái cột sẽ là con gì đây? The cat, được chưa nào? So the cat is at the bottom of what? The cat is at the bottom of the pole. Ok, the flag pole, very good. Đúng rồi. Tiếp chúng ta có at home thì đơn giản thôi, được chưa nào? Ở nhà. Rồi, Ủa ok. ơi, cái gì đây? Oh, cái the smoke coming out of the chimney. It's the smoke, là cái khói theo ra từ cái ống khói đó, được chưa? Yeah. Rồi cái ống khói này bạn đã vẽ hơi thấp cho nên chúng ta nhìn không ra thôi. Now, I want you to listen and draw lines between the names and the bats. Rồi, trong cái đoạn hội thoại này người ta sẽ liệt kê gì? Tên của những con dơi, được chưa nào? Đó, vậy thì chúng ta sẽ phải nghe và làm sao? Nghe và nói tên của những cái đề tên những cái tên này với ow. Oh god.
Chắc là nó đòi ăn đấy. jumps on my body. Ow, 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 ow. Chắc nó đòi ăn đấy. Rồi, again. Right, you're going to listen to two people talking about the bat, okay? Right, and you have to listen to their name. Chúng ta sẽ phải nghe những cái vị trí của con rơi và đoán xem tên của tụi nó là gì. Được chưa nào? Yeah. Okay, now you ready? Yeah. Okay, where's the cái loa của cô đâu rồi? Don't Ủa, cái loa của cô đâu? Ở trong bài mà chặt ở trong bài của em mà chặt thế hả à, cô? Ủa, thế Bây giờ hả? chỉ còn cách cuối cùng là xem gợi ý ai biết thôi chứ. Ok, rồi chết. The bat is sitting on the whole table. Cô ơi, lộ cả là đường nối mọi người nè. Rồi cô sai bớt rồi, ok. Ok. Rồi, look at sandwich is at the back of the room, okay, in front of the window. Đó là con sandwich rồi. Tiếp theo, can you see teeth? This bat is sitting on the hall table. It's watching the big bat fly. Rồi. Tiếp. Chúng ta có con ở đây. Oh dear, Dream is sleeping again. It's on the floor at the bottom of the stairs. Nice, good job. Rồi. Look at cloud above the phone. Okay. Its pink body and face are so beautiful. Where's cloud? Okay. Quick, it's coming into the house. It's flying very quickly, like it always does. Can you see it in the open door? Okay, nice. Coming into the house. Đúng rồi, đang bay vô nhà đó. Okay, all correct answers. Very good. Rồi. Okay, read and then write the names of the people who live in each flat. Rồi. Đợi cô xíu, cô mở mình cái bài đọc. It's not this one. Rồi, hãy đọc bài và cho cô biết là tên của những cái người sống trong từng căn hộ là gì. Được chưa nào? Ở đây thì em cứ tưởng tượng như là một cái căn phòng, như một cái căn chung cư đi chẳng hạn. Yeah. Now read and tell me and write down the names of the people who live in each room. Mr. and Mrs. White. Mrs. White. Yeah, Mr. and Mrs. White live at the bottom of the stairs. Below Mary Pink thì chúng ta thấy có hai cái tên xuất hiện đầu tiên, đó là tên nào? Là đó, Mr. and Mrs. White là một. Cái tên thứ hai đó là Mary Pink, đúng chưa nào? Yeah. Rồi. Rồi chúng ta thấy có tên thì nó đây, Anna and Bill Mr. Brown. and Miss White live in this room. Okay, Miss White lives in that room. Hey, can you write the name, please? Chúng ta viết tên cho cô, viết lên cái phần chấm chấm này cho cô này. Rồi chúng ta còn Miss Green nữa này. Đó, chúng ta có cái tên là Miss Green. No.
Mà cô xóa cái chỗ này cái em viết nhầm rồi nè. Em viết Ok. nhầm thành chữ N. Rồi Được. đó, có sẽ rồi. Thôi hay để cô sửa cho dễ. Là Mr. and Mrs. White. Đó, cô sửa cho lẹ ha. Là thôi để em sửa cho. Thôi muốn tự sửa hả? Vậy thì sửa cho cô nhé. Đó, rồi. Ok. Okay, that's Mr. and Mrs. White. Mary Pink. Okay. Is that Julie or Lucy? Is that Julie Blue or Lucy Blue? Julie Blue. Julie Blue. No, it's Lucy Blue right here. What? Here. Julie Blue. Lucy Blue nè. What đâu cô? Nè, cô vừa mới khoan đó, thấy không? What? Nè, cô vừa mới khoan nè. Yeah, do you see thấy cái con dấu đỏ đỏ của cô chưa? Yeah. Lucy Blue, Dạ. it's Mà cô not sửa ra cái. Julie. Rồi. Ở đây cô sửa cho lẹ ha. Rồi, khăn chứ nhỉ. That's Lucy Blue. Miss Green. Hey, Miss John Green. Grace. John Gray, very good. Now, let's check your answer. Kiểm tra đáp án của mình nha. Căn hộ đầu tiên ở trên cao chính xác đó là của Anna and Bill Brown. Rồi sao chúng ta tìm được Anna và Bill Brown hay vậy nhỉ? Tại vì sao? Nơi câu Anna and Bill Brown love reading quietly in their living room. Ok, very good. Thì chỗ này là một Mà cái yên phòng. tĩnh nhất là phải ở trên tầng 3. Đúng rồi, chính xác. Rồi để chờ đây có cái phòng đọc sách nữa này. Rất là tốt. Chưa, đúng rồi. Ok, đáp án thứ hai đó là gì? Đó là Lucy Blue. Đúng rồi. Tại sao chúng ta tìm được Lucy Blue ở chỗ này ta? Good, very good. The newest person in this house is Lucy Blue. She moved into the flat at the top of the stair. Là ở phía Yeah. trên cùng của cái cầu thang. Two floors above Mr. and Mrs. White apartment. Là cách cái phòng của Mr. và Mrs. White hai cái lầu lận. Được chưa? Wow. Very good. Rồi, và cái người thứ ba ở trên đây đó là ai? Là Miss Green. Good job. Rồi, how do you know this is Miss Green's room? Sao chúng ta biết được đây là phòng của Miss They Green nhỉ? don't like living above Miss Green because she plays very loud music when she comes home after work. That's good. Đúng rồi. Miss Green likes to play music. Vì chỗ này có cái phòng âm nhạc này. Tốt.
Tiếp Nhưng theo mà chúng có tới hai cái đàn đàn violon luôn. nó là hai đèn violon đó, there's only one. Nơi This is an electric guitar. Đây là cái guitar điện nè. Đâu là vì có cái violon nào nữa đâu. Are Yes, I am sure. I know you music. I know sure? me. In the Mary Pink. Oh, in the Excuse Mary Pink, it's the guitar. It's not a violin. It's a me. guitar. Đàn guitar thường, cái violon nó nhỏ hơn mà. Với cả, Yeah. ok. Rồi, this is Mary's pink room. Mary Pink thì chúng ta biết được nhờ cái thông tin này nhờ là cái gì? Rồi, Below Mary nè, thôi Miss Pink. Green là chúng ta nói là Miss Green lives opposite her friend Mary Pink. Là cô Green này thì sống đối diện cái căn phòng của Mary Pink, rất dễ. John Gray, right? John Gray thì ở dưới căn hộ của Miss Green nên đúng rồi. Và cuối cùng đó là Mr. and Mrs. White ở cuối cái cầu thang. Thì thế nào? Ok, very good. Chúng ta vẫn còn một số cái bài tập nữa. Thì hôm sau chúng ta lên lớp chúng ta làm luôn nhé. Tại vì bài cũng không còn nhiều lắm. Để xem nào. Yeah. Ok, that's all for today. You did a good job. Hôm nay học rất là tốt nha Vinh nha. Good. Rồi, nhớ cho cô preposition. Cô gọi tên tiếng Việt là gì nhỉ? Giới từ. Đúng rồi, giới từ dùng để chỉ vị trí của sự vật, sự việc. Để xem nào. Đó Yeah. là cái gì ở giữa A và B, cái gì ở xung quanh A, hay là cái gì ở đối diện A, chúng ta đều có thể sử dụng những từ này cho cô. Nhớ học cho cô những cái này nha, và cả những cái cụm này nữa cho cô. At the back of, in front of, at the end. Rồi học thêm những cái này nhé. Yeah. Ok, that's all for today. Thank you so much for coming. Hey, I'll see you next week. Rồi đến cho Bye, teacher. tuần sau có gì nhớ báo nha. Bye bye. Yeah. Rồi.